Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đồng chí Lương Ngọc Bình, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới. Lâm Trạch, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả để xây dựng mô hình kinh tế trang trại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 10, đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu những tháng còn lại của năm 2014. 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Minh Hóa tiếp tục có bước phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt trên 924 ha, sản lượng lương thực vụ hè thu đạt gần 1.800 tấn. Chăn nuôi vẫn được xác định là khâu đột phá nhằm tăng thị trường cho nông nghiệp của huyện Minh Hóa. Đến nay, số lượng và chất lượng tổng đàn gia súc gia cầm tăng khá. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Về lâm nghiệp, 9 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức trồng mới 17,6 ha rừng kinh tế. Là địa phương thuộc diện hưởng lợi theo nghị quyết 30A của chính phủ, trong năm 2014, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, huyện Minh Hóa đã tập trung triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Hiện huyện đang xây dựng 133 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 86 công trình chuyển tiếp và 47 công trình mới với tổng nguồn vốn 106 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đúng mức. Năm 2014, huyện tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống trường học để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí phê trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác an sinh xã hội cũng được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chủ động nhằm từng bước giảm tỷ lệ hộ đói nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, huyện Minh Hóa cũng tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới, cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Về tình hình triển khai nghị quyết 30A, với nguồn vốn được phân bổ là 17 tỷ đồng, huyện đã thực hiện cả chính sách hỗ trợ lương thực, giảm sát xuất khẩu lao động, xúc tiến thương mại, đào tạo năng lực quản lý cho cán bộ cơ sở, hỗ trợ sản xuất và hoạt động khuyến nông khuyến lâm, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay huyện Minh Hóa có 3 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 9 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và quyết liệt chỉ đạo 2 xã Quy Hóa và Hòa Phúc đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015. Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo học tập quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 8, thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quán triệt nghiêm túc chuyên đề, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường khắc phục các khuyết điểm sau kiểm điểm từ phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Đồng thời chủ động phát triển Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hóa trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế mà địa phương cần khắc phục. Về những nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính lưu ý, huyện cần rà soát lại các tiêu chí kinh tế xã hội, chỉ tiêu nào đạt cao, chỉ tiêu nào đạt thấp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổng kết công tác xây dựng Đảng để chuẩn bị cho văn kiện đại hội sắp tới. Trong nông nghiệp, cần chủ trọng đầu tư thâm canh, nhất là chăn nuôi đa gia súc và gia cầm theo hướng hàng hóa, chủ trọng phòng trừ dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăn nuôi. Huyện Minh Hóa cũng nên quan tâm đầu tư phát triển du lịch, nhất là mô hình phát triển du lịch cộng đồng, tôn tạo các di tích danh thắng phục vụ nhu cầu của du khách. Ngoài ra, chủ trọng đến công tác phát triển rừng kinh tế. Trong xây dựng nông thôn mới, điều quan trọng nhất là phát huy nội lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Sắp tới, Minh Hóa là địa phương được chọn để đại hội điểm, đại hội đảng nhiệm kỳ mới. Vì vậy, cấp ủy đảng cần bám sát cơ sở, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho đại hội, nhất là khâu nhân sự, cơ cấu nhân sự phù hợp và thực sự chất lượng. Cũng trong sáng nay ngày 16 tháng 10, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện một số sở ban ngành liên quan. 9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới đều tăng. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện. Thu ngân sách thực hiện được 470 tỷ đồng, đạt 105% dự toán tỷ giao.
công tác quy hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị được chú trọng, đặc biệt đã hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành phố lên đô thị loại 2. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Hiện Ban Thường vụ Thành ủy đang chỉ đạo xây dựng dự thảo đề cương báo cáo chính trị, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại hội. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số khó khăn vướng mắc của thành phố hiện nay, như ngân sách hỗ trợ dịch vụ công ích cho thành phố, quy hoạch quản lý đô thị, quản lý các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển làng nghề, xây dựng các khu công nghiệp, v.v. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được trong 9 tháng đầu năm. Để triển khai tốt nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm, đồng chí lưu ý, Thành ủy Đồng Hới cần kiểm tra rà soát lại những mục tiêu, chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm, tăng cường củng cố, hoàn chỉnh cả chỉ tiêu đã đạt được của đô thị loại 2, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện một số công trình như đường giao thông, điện chiếu sáng trên địa bàn, tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ, nâng cấp hệ thống chợ, cụm công nghiệp, tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, thi công cả công trình trọng điểm. Về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Đồng Hới cần tập trung chỉ đạo tốt việc thực hiện các nội dung cần thiết chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Chiều nay ngày 16 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tỉnh để triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 67 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, dự kiến thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản từ năm 2014 đến 2016, tỉnh Quảng Bình sẽ đóng mới 110 chiếc tàu khai thác hải sản, trong đó gồm 10 tàu vỏ thép và 100 chiếc tàu vỏ gỗ. Trong 3 năm, tỉnh cũng sẽ đóng mới 5 chiếc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản và nâng cấp cải hoán 42 tàu cá. Chính sách cho vay vốn lưu động sẽ được áp dụng cho 1.650 tàu khai thác có công suất từ 20 CV trở lên và 5 tàu dịch vụ khai thác hải sản. Tổng nhu cầu vốn vay thực hiện chính sách tín dụng trên 910 tỷ đồng và tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ cho cả chính sách về cấp bù lãi suất, bảo hiểm khai thác hải sản vùng biển xa, chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu dịch vụ, bảo dưỡng tàu vỏ thép, đào tạo thuyền viên vận chuyển tàu vỏ thép trên 254 tỷ đồng. Tại buổi họp, các cơ quan ban ngành chức năng đã thảo luận đưa ra dự thảo quy chế làm việc của ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh Quảng Bình. Thông qua dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, kế hoạch thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản và hướng dẫn tiêu chí lựa chọn, trình tự thực hiện vay vốn đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản và nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ. Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tuân yêu cầu các ban ngành liên quan tập trung triển khai đóng mở thí điểm tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá đợt 1 từ nay đến tháng 3 năm 2015, với số lượng từ 10 đến 12 tàu vỏ gỗ, 4 tàu vỏ thép và nâng cấp cải hoán 7 tàu cá. Trong đó, ngành nông nghiệp cần quan tâm đến việc phối hợp với các ngành địa phương, chọn gia đình ngư dân, chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị đóng tàu và thực hiện chính sách cho vay để triển khai thí điểm đóng mới tàu cá. Đồng thời, ngành ngân hàng cũng cần có hướng dẫn cụ thể trong việc cho vay, hình thức, loại hình vay đối với những đối tượng đủ tiêu chuẩn được vay. Về kế hoạch thực hiện một số chính sách khác như hỗ trợ bảo hiểm khai thác hải sản vùng biển xa, chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu dịch vụ. Đồng chí Trần Văn Tuân cũng đề nghị ngành nông nghiệp sớm có tổng hợp cụ thể để báo cáo với Bộ Tài chính. Tiêu chí lựa chọn cũng như trình tự thực hiện vay vốn cho các tàu làm thí điểm cũng phải được áp dụng theo Nghị định 67 của Chính phủ. Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 36 CTTU của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Thiếu tướng Thư Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Để quán triệt triển khai có hiệu quả chỉ thị số 36 CTTU và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng Tư Hồng Sơn yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt, nắm vững yêu cầu nội dung đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức thảo luận, chuẩn bị văn kiện và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, làm tổ công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, số lượng đại biểu dự đại hội và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, thời gian tiến hành đại hội các cấp và việc sắp xếp bố trí cán bộ sau đại hội, phải đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu nội dung chỉ thị đề ra.
Ngày 15 tháng 10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 12 của Đảng. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ nghiên cứu quán triệt nghiêm túc và bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch đại hội của cấp mình, tập trung làm tổ công tác tuyên truyền trong cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn biên giới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của quân đội, hướng tới đại hội đảng các cấp, chuẩn bị tốt công tác nhân sự, văn kiện đại hội và công tác bảo vệ an ninh nội bộ trước, trong và sau đại hội. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chọn Đảng bộ cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, chi bộ cơ sở phòng chống tội phạm ma túy tiến hành đại hội trước, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội các chi bộ Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ. Cũng trong ngày 15 tháng 10, Huyện ủy Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới đại hội 12 của Đảng cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, chủ động, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân. Báo cáo chính trị của Đảng bộ, chi bộ cần đánh giá sát đúng, nêu rõ ưu khuyết điểm và nguyên nhân, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ với việc thực hiện điều lệ đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, và chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác nhân sự cấp ủy cần được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trí tuệ. Hưởng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, hôm nay ngày 16 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2014. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã đến dự. Tham gia hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2014 có 11 đội thi với 55 thí sinh đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố và những cán bộ hội cơ sở có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào phụ nữ ở các đơn vị lực lượng vũ trang. Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho đội ngũ chi hội trưởng giao lưu học hỏi, từ đó nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng vận động quần chúng, đồng thời cổ vũ biểu dương thành tích đội ngũ chi hội trưởng trong hoạt động hội ở cơ sở và các đơn vị lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào hội phụ nữ cả cấp. Tôi cũng rất vinh dự vì mình là một cán bộ chi hội trưởng phụ nữ ở địa phương, và khi mà tham gia cái hội thi này thì tôi nghĩ là qua cái hội thi thì mình sẽ được nâng cao cái kỹ năng tổ chức, kỹ năng điều hành, vận động hội viên và kỹ năng ứng xử, xử lý các tình huống ở trong công tác hội, để mà từ đó để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người chi hội trưởng, đưa cái phong trào của hội cơ sở ngày càng đi lên. Qua 4 phần thi gồm tra hỏi, trắc nghiệm kiến thức, xử lý. Hôm nay ngày 16 tháng 10, Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thông tin tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội nghị được tổ chức tại 7 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình số với nhiều hình thức như truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất, dịch vụ truyền hình trên giao thức Internet. Việc phát sóng các truyền hình QVTV lên vệ tinh Vinasat 1 đã tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận được các thông tin một cách thuận lợi, chất lượng hình ảnh được nâng cao. Đến nay, Quảng Bình có khoảng 35.000 thuê bao truyền hình kỹ thuật số bằng các phương thức khác nhau, chiếm tỷ lệ 20% số gia đình có TV. So với truyền hình tương tự, truyền hình số có nhiều ưu điểm vượt trội hơn như không chịu ảnh hưởng của địa hình, thời tiết, chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt hơn. Ngoài ra, truyền hình số cho phép sử dụng nhiều dịch vụ, kênh chương trình, sử dụng và khai thác hiệu quả các tần số. Theo lộ trình thực hiện đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ, Quảng Bình nằm trong giai đoạn 3, tức là kết thúc truyền hình tương tự mặt đất trong năm 2018. Vì vậy, mục tiêu đặt ra là phải chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình trên địa bàn tỉnh. Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân. Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đầu thu truyền hình số đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Cấp phát gạo theo chương trình 30A cho nhân dân trước mùa mưa lũ. Lâm Trạch chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả để xây dựng mô hình kinh tế trang trại.
nhằm kịp thời giúp bà con đồng bào dân tộc dự trữ đảm bảo lương thực trong mùa mưa bão. Ủy ban nhân dân xã Dân Hòa, huyện Minh Hòa đang tích cực cấp phản gạo cho bà con dân bản. Trong đợt này, toàn xã Dân Hòa có 693 hộ nghèo với 2.900 nhân khẩu được nhận gạo từ chương trình 30A về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Mỗi khẩu được nhận 15 kg gạo. Trong một tháng, số gạo được cấp là 43,5 tấn. Các bản như Cà Ai, Bãi Dinh, Y Leng, Ba Lóc, Hà Nông có số lượng gạo được cấp khá cao vì số hộ nghèo đông. Do địa hình phức tạp, đồi núi chia cắt nên để đưa gạo đến với bà con dân bản, Ủy ban nhân dân xã Dân Hòa đã huy động mọi phương tiện vận chuyển gạo tập kết về các cụm bản để cấp phát cho nhân dân. Năm 2014, huyện Bố Trạch đã huy động bà con nông dân phát triển diện tích trồng sắn nguyên liệu lên trên 3.270 ha. Năm nay, cây sắn được mùa đã mang lại niềm phấn khởi cho bà con nông dân. Để đảm bảo cho vụ sắn năm nay thắng lợi, năng suất đạt cao, cùng với việc chỉ đạo bà con tăng diện tích trồng sắn nguyên liệu, năm 2014 này, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo bà con đưa giống sắn KM94 vào triển khai trồng đại trà. Đây là giống sắn có năng suất cao, ổn định và nhiều bột. Năm nay, nhờ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, bà con nông dân tích cực chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên cây sắn sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt 237 tạ một hecta, cao hơn năm 2013 5 tạ một hecta. Hiện nay, bà con nông dân đang đẩy nhanh thu hoạch sắn, đặc biệt là ở những vùng thấp trũng, tránh bị ngập úng sau mưa bão. Xác định cơ sở hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới đã huy động mọi nguồn lực để triển khai giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Sau gần 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông liên xã liên thôn trên địa bàn xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới đã được cứng hóa với chiều dài 9.460 m, đường giao thông nội đồng hơn 500 m với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng. Hiện nay còn hơn 1 km đường giao thông nông thôn đang thi công đã được xã Thuận Đức đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 năm nay. Song song với công tác cứng hóa đường giao thông, xã Thuận Đức cũng đã vận động kêu gọi nhân dân địa phương đóng góp hiến đất tài sản để mở rộng xây mới nhiều tuyến đường giao thông thôn xóm, đồng thời tu sửa cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất, nỗ lực hoàn thành tiêu chí giao thông. Phát triển chăn nuôi bò lai sinh đã góp phần giúp nhiều hộ công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh có thêm nguồn thu nhập, nâng cao đời sống. Trong 3 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh đã đầu tư 4,5 tỷ đồng cho 442 hộ gia đình công nhân vay vốn chăn nuôi bò lai sinh. Nhằm tạo điều kiện cho công nhân phát triển đàn bò hiệu quả, công ty đã thường xuyên mở các lớp tập huấn về kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí thụ tinh nhân tạo cho đàn bò. Nhờ có chính sách phát triển chăn nuôi phù hợp nên đến nay tổng đàn bò trong toàn công ty lên đến 860 con, 100% là bò lai sinh và trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển bò lai sinh. Chăn nuôi bò lai sinh đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ gia đình công nhân. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hưởng ứng chủ trương chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển chăn nuôi và trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương, nhiều hộ dân ở xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn để phát triển kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp, mang lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động. Vốn quen với lối làm ăn manh mún nhỏ lẻ ở địa phương, trước đây ông Nguyễn Văn Tám ở thôn 5 xã Lâm Trạch chỉ dám đầu tư nuôi vịt với số lượng ít, mỗi ngày cho thu nhập từ 300 đến 500 ngàn đồng từ việc bán trứng. Nguồn thu hàng tháng không đủ tiền cho con ăn học. Mãi đến năm 2007, xã Lâm Trạch có chủ trương khuyến khích bà con nông dân địa phương tận dụng quỹ đất để mở mang quy mô sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Ông Tám đã bàn với vợ nhận đấu thầu 2 hecta đất lúa một vụ kém hiệu quả để phát triển kinh tế. Với diện tích đất có được, ông đầu tư vốn mua thêm con giống, đa dạng vật nuôi. Với phương thức sản xuất nuôi thâm canh, gội lửa, chủ động được nguồn giống nên trang trại của ông Tám ngày càng phát triển và đã hạn chế được những thiệt hại do dịch bệnh. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình này, nhiều hộ dân trong vùng đã tìm đến gia đình ông để học hỏi kinh nghiệm. Hiện trang trại của ông có hơn 1.600 con vịt, 350 con gà đẻ trứng, trên 1.200 con gà ngan thương phẩm và ông nuôi 15 con bò, 10 con trâu. Ngoài ra, ông Tám còn nhận chăm sóc và quản lý 6 hecta rừng tự nhiên, trồng hơn 4 hecta rừng keo và cây thông đã cho thu hoạch. Năm 2012, ông đã bán được lứa keo đầu tiên, thu lãi trên 100 triệu đồng. Qua thời kỳ tôi chăn nuôi gà vịt các thứ thì trước đây thì nhỏ lẻ, nhưng lại gần đây là 5 năm lại gần đây thì tôi cũng có phát triển thêm nhiều. Nhưng qua kinh nghiệm là được các hội cho là tập huấn
qua các lớp thì vừa học hỏi trên sách vở nhưng vừa qua thực tiễn, nó coi như mình cũng rút ra được cái kinh nghiệm là phải hàng năm là phải là tiêm phòng rồi là ăn uống đầy đủ và cũng siêng năng để cho đặc biệt là uống nước là phải sạch rồi ăn phải no đủ. Rồi ngoài ra chuồng trại là coi như về mùa hè thì phải thoáng, mùa đông phải là thường che. Nhằm tận dụng hơn 80 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, xã Lâm Trạch đã vận động bà con nông dân nhận đất để mở rộng phát triển kinh tế theo hướng trang trại. Tuy nhiên, do địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn nên người dân chưa có điều kiện để mở rộng quy mô. Vì vậy, đến nay xã Lâm Trạch có rất ít các trang trại cho thu nhập cao từ 30 triệu đồng trở lên. Phương thức sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún. Vì dân thì điều kiện dân ở đây thì là sản xuất thì nhỏ lẻ. Cái quỹ đất thì có nhưng mà kiến thức thì cũng về là phát triển chăn nuôi sản xuất thì nằm hơn cũng vững. Cho nên là phát triển mùa là để nhân trong cái mô hình như kiểu mô hình ông Tám đấy là phải gặp rất nhiều khó khăn. Về hội nông dân thì cũng qua nhiều lần kiến nghị ở cấp trên giúp đỡ là thứ nhất là ngân hàng chính sách. Cái bên quỹ hỗ trợ của nông dân huyện, nông dân tỉnh là tăng cường cho hội nông dân vay là cái thời gian vay nó dài hơn với cái đồng tiền cho vay nó nhiều hơn. Thế hiện nay thì đối với ngân hàng chính sách thì cái mức cho vay cũng thấp, mà đối với bên quỹ hỗ trợ nông dân thì cho vay cái mức độ hàng cũng thấp. Đây có nhiều cái chính sách hỗ trợ như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, rồi là hỗ trợ về cái kiến thức, rồi hỗ trợ về con giống chất lượng có hiệu quả. Cùng với sự nỗ lực của địa phương trong việc tận dụng nhiều diện tích đất kém hiệu quả để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xã Lâm Trạch đang cần sự hỗ trợ kịp thời của các cấp các ngành để người dân địa phương có điều kiện xây dựng các mô hình kinh tế trang trại có quy mô, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây trồng vật nuôi, góp phần giúp nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững. Cảm ơn quý